Xin chào mọi người đã đến với kênh Kỳ Đẹp Vui Trẻ. Hôm nay mình sẽ làm món thịt kho đậu phộng. Đây, thịt này mình mua 30 ngàn thịt. Còn đậu phộng thì mình mua về mình luộc trước nhé mọi người, để cho nó chín nhé. Rồi bây giờ bắt đầu làm. Mình cắt ít hành ra. Khi ăn thơm mình đổ thịt vào. Đổ thơm. Bây giờ mình để nước mắm vào. Ít muối vào. Ít tiêu. Mình bỏ đều. Làm vậy cho thịt nó thấm ngon hơn. Mình cho ít nước màu vào cho nó đẹp. Tùy theo lượng của mỗi người nhiều ít. Rồi giờ mình cái đậu phộng này đã luộc rồi thì giờ mình đổ vào trong này luôn. Mình cho xíu nước vào. Đậy nắp vào đợi nó chín thôi. Nãy giờ cũng được tầm 3 phút rồi, giờ mình mở lên. Giờ mình nêm nếm xem vừa ăn nha thôi. Thì đậu phộng cũng chín rồi. Đó, thế là xong một món thịt kho đậu phộng vừa đơn giản vừa nhanh vừa dễ làm nữa. Cảm ơn mọi người đã xem video vừa rồi của mình. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để mình có nhiều thêm nhiều động lực. Cảm ơn mọi người.